Kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác người em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn, các bác có truy cập kênh YouTube của Quang Minh Audio. Và clip này Quang Minh Audio giới thiệu đến quý vị và các bạn, các bác nhé, cái là mạch súp điện và cái củ loa bát súp 25 của Pure. Một trong cái mạch súp điện này thì anh em có thể sử dụng cả cho những cái dòng loa bát công suất lớn, bát 30-40 anh em đều có thể sử dụng được nhé. Còn này sử dụng nguồn xuyến 4 sò với công suất rất là lớn, có thể kết hợp với mọi dòng loa khác nhau. Mạch súp điện công suất lớn còn 4 sò với nguồn xuyến nhôm tản nhiệt, và đây còn nguồn xuyến này, nguồn rất là lớn nhỉ, nguồn rất là gấu này, chắc chắn 4 sò này, 1, 2, 3, 4 sò. Thế này là anh em có thể 4 sò, và dưới này là cái mạch bo mạch, nó bo mạch điện tử. Quét thùng là 26,8 vuông là 26,8, chiều này là 26,8, chiều lại 26,8, là quét 27 thì thoải mái nhất. Công tắc tắt bật này, on off này, đấy, đường cắm nguồn này, điện 220 này, và bên này là các nút căn chỉnh, nút pha từ 0 đến 180 để chỉnh pha, ấn vào hoặc là nhả ra đấy, pha này. Đấy, hoặc ở dưới này là các nút chỉnh này. Đấy, còn cái LPF này thì nó sẽ từ tần số từ 50Hz đến 150Hz thì anh em sẽ căn chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhất. Anh em cứ chỉnh này sao cho hợp lý nhất, nó tùy thuộc vào con súp của anh em, con loa của anh em, hoặc là cái diện tích phòng của anh em, sẽ không có một cái công thức nhất định đâu nha. Đấy, cái LPF này 50-150Hz anh em căn chỉnh làm sao cho phù hợp nhất là được, hoặc là cái pha là cũng vậy. Đấy, anh em căn chỉnh. Còn trên này là volume tăng giảm âm lượng. Đấy, anh em có thể tăng giảm lượng ở trên này. Và kế bên này là hai đường, một đường line in và một đường line in này, nó sử dụng là cổng RCA đường AV. Đấy, đó, anh em có thể ấn cái cổng RCA đường tín hiệu đầu vào, hoặc là có thể cái cầu đấu Genoa này gài trực tiếp dây ở phía trong này, hoặc là bắp chuối cắm vào mặt đằng trước, hoặc là mỏ chim anh em gài vào đây đều có thể sử dụng được. Đấy, hai đường, một đường line in là sử dụng đường AV, một đường cắm Genoa. Và bên cạnh này nó cũng cái nhôm tản nhiệt khá lớn nha. Đấy, một trong những cái mạch súp công suất lớn, anh em có thể kết hợp với rất nhiều dòng loa khác nhau, kể cả loa bát 40, 30-40 anh em đều có thể sử dụng được. Đấy, nguồn xuyến nguồn rất là nặng nha, 4 sò, chất lượng rất là cao. Cái mạch súp là độ chế con súp của anh em, hoặc biến những con loa của anh em thành con súp thì anh em có thể sử dụng con súp này. Đấy, cái mạch súp điện này. Đấy, rất là chất lượng nha, kết hợp với cái mạch súp 4 sò nguồn xuyến này thì sẽ cái củ loa bát 25 thì sẽ có hai để đủ cả hai mặt màu, màu xanh và màu xám, mà màu xám phía sau này. À, đây là màu xanh. Loa bát hay loa súp đều có thể sử dụng được, gần béo gần cao su, và gần béo gần cao su thì bát đánh cực kỳ lực và sâu nhá, đánh bát tiếng rực sâu, tiếng rất là chắc. À, súp được cái bát được. Và con 25 màng xám và màng xanh của Pure này, đường kính vành hai con đều là 26,3, công suất là 250W một chiếc nhá. Chỉ khác nhau một con là trở kháng, là con xám là trở kháng được 6 ohm, và xanh này trở kháng là 8 ohm này. P8825 này, độ nhạy là 91 decibel này. Đấy, công suất là 25W một chiếc này. Cầu đấu Genoa là dạng cầu nhúng nhấp nhả này, và những cầu nhúng nhấp nhả này chỉ có trên những dòng loa chất lượng cao cao cấp thường hay sử dụng cái cầu nhúng nhấp nhả này. Đấy, và xương trẻ đôi này, nhện phía trong này. Đấy, gần cao su màng carbon rất là lực nha. Con bát 25 màu xanh này từ là 160. Đấy, đường kính vành thì 26,3, gần béo cân cao su, anh cực kỳ lực và sâu. Đấy, bác rất chắc. Cái lối vận hành rất đơn giản nha. Đấy, mặt phía sau này đấu trực tiếp vào con bát con súp này. Đấy, con này đó, con súp 25 màu xanh này. Đấy, đấu vào loa này. Ở phía mặt bên này thì sẽ có một cầu, đây là cắm trực tiếp nguồn điện này. Đấy, sử dụng nguồn 220 cắm này, nguồn điện này, và đường tín hiệu đầu vào để anh em có thể đấu dây loa, hoặc đấu đường RCA đường AV. Đây đang đấu đường AV này. Đó, đã đặt cái lối xong nha. Cái lối của này rất là đơn giản, bật nguồn này anh em, bật nguồn lên đèn đỏ này. Đó, LPF này anh em có thể chỉnh lên trên một chút này. Đấy, để hướng 12 giờ âm lượng này. Bắt hay là một Pure anh em, cũng là một chút nữa này. Chưa có thùng anh em nhá. Khi mà có thùng vào nữa con này thì chất lượng nó khác hẳn anh em ạ. Đấy, khi mà vào thùng, vào đúng thùng nó thì bát của anh đánh súp của anh cực kỳ lực và sâu, tiếng cực kỳ chắc nhá. Đấy,
cái kết hợp của cái con súp điện, cái mạch súp điện này với cái con bát 25 của Pilbler, và con súp điện này anh em có thể sử dụng cho con bát 30, 40 đều được. Và con bát 25 Pilbler này công suất lên 250W một chiếc ấy, công suất rất là lớn này anh em nha. Đấy, một trong cái dòng mạch súp điện công suất lớn 4 sò nguồn xuyến, và một chiếc mạch súp điện này có cả dây nguồn này mà ra 1.150.000 một chiếc. Còn con bát 2 tấc rưỡi của Pilbler này một chiếc này là 1.250.000. Anh em có thể chọn màu xanh hay màu xám tùy theo nhu cầu sử dụng của anh em có thể chọn lựa nhá. Đó, và trên đây thì Quang Minh Audio có giới thiệu đến anh em một cái mạch súp điện, mạch 4 sò nguồn xuyến công suất lớn kết hợp với củ loa bát 2 tấc rưỡi của Pilbler. Anh em mà cần những cái mạch súp điện hay những củ loa bát súp của Pilbler thì anh em có thể liên hệ với Quang Minh Audio theo số điện thoại phía trên này 0944737321, cửa hàng ở 609 Trường Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị và các bạn, các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng để cùng trải nghiệm nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn, các bác em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác em trong những video clip kế tiếp nhé.